Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin phía Trung Quốc thông báo sẽ xả lũ thủy điện ở phía thượng nguồn sông Lô. Chiều 11 tháng 9, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, phía Trung Quốc đã có văn bản thông báo cho chúng ta từ sớm để lên các phương án chuẩn bị. Từ 14 giờ ngày 11 tháng 9, phía Trung Quốc bắt đầu xả lũ thủy điện phía thượng nguồn sông Lô. Sông lưu lượng xả nhỏ, chỉ 250 mét khối trên giây, không gây tác động nhiều tới hạ nguồn Việt Nam. Trung Quốc xả lũ 250 mét khối trên giây vào 14 giờ chiều 11 tháng 9. Trước thông tin về việc Trung Quốc chuẩn bị xả lũ đập thủy điện Ma Lù Thàng thuộc Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, thượng nguồn sông Lô, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đã khẩn trương làm việc với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và tỉnh Vân Nam. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Trung Quốc để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt cứu hộ cứu nạn ở hạ nguồn của Trung Quốc và Việt Nam, đập thủy điện Ma Lù Thàng đã không tiến hành xả đập. Tuy nhiên, vừa qua do xảy ra mưa lớn liên tục nhiều ngày, mực nước tại đập thủy điện Ma Lù Thàng dâng rất cao, gây nguy cơ vỡ đập. Trong trường hợp vỡ đập sẽ gây tổn thất rất lớn cho các địa phương hai nước. Trên cơ sở cân nhắc thận trọng, Trung Quốc đã thông báo cho tỉnh Hà Giang về việc dự kiến xả đập Ma Lù Thàng vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024 đến 14 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2024 với khối lượng xả tối đa là 250 mét khối trên giây. Sau các trao đổi của Việt Nam, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ giảm khối lượng xả tối đa từ 250 mét khối trên giây thành 200 mét khối trên giây và lùi thời gian xả lũ thành 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2024. Phía Trung Quốc cũng cho biết đã yêu cầu các địa phương liên quan của Trung Quốc bảo đảm chỉ xả lũ ở mức nhỏ nhất với mục đích giữ an toàn cho đập nước. Đối với thượng nguồn sông Nguyên, sông Hồng, phía Trung Quốc khẳng định tất cả các nhà máy thủy điện và đập nước của Trung Quốc không xả lũ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ, của Bộ Ngoại giao, trong thời gian tới, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, cập nhật kịp thời thường xuyên thông tin về tình hình lũ lụt tại các địa phương ở Trung Quốc, có ảnh hưởng đến các địa phương của Việt Nam. Phối hợp trao đổi thường xuyên với sở tại nhằm thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu tối đa lượng nước thượng nguồn của Trung Quốc đổ xuống hạ nguồn các địa phương của Việt Nam, qua đó giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra tại lưu vực các con sông khu vực miền Bắc. Về tin lũ hiện nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu Bắc Ninh, sông Thương Bắc Giang, sông Thái Bình, Hải Dương, sông Hồng Hà Nội đang lên. Lũ trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống, tại Phú Thọ đang biến đổi chậm. Lũ trên sông Lô, Tuyên Quang, Phú Thọ đã đạt đỉnh ở mức 27,73m, trên báo động 3 1,73m lúc 5 giờ ngày 11 tháng 9 và đang xuống chậm. Và sông Hoàng Long, Ninh Bình đang biến đổi chậm. Lũ trên sông Lục Nam, Bắc Giang đang xuống. Cảnh báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng, Thái Bình lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bồi ven sông. Sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê kè, công trình ven sông thuộc các tỉnh Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình. Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Nghĩa đồng bào sáng lên trong gian khó, công an xã chèo bè 4 tiếng, cứu thai phụ bị cô lập trong lũ. Cụ thể vào chiều ngày 10 tháng 9, tại xóm Lân Kinh, thôn Nà Vước, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, khi mưa lớn kéo dài khiến cho nước lũ dâng cao, cô lập nhiều khu vực. Trong đó, chị Hồ Thị Hằng, sinh năm 2003, một thai phụ bị mắc kẹt giữa sóng nước lũ và không thể tới bệnh viện để trời sinh. Nhận được tin báo, công an xã Tân Văn đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ. Sau hơn 4 giờ trèo bè qua những con đường ngập sâu, nguy hiểm, đội cứu hộ đã tiếp cận được nơi ở của chị Hằng. Dù điều kiện thời tiết phức tạp và nước lũ tiếp tục dâng cao, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an đã đưa chị ra khỏi vùng nguy hiểm và an toàn di chuyển đến trung tâm y tế của huyện Bình Gia để trừ sinh. Hiện tại, chị Hồ Thị Hằng đã được đội ngũ y tế tại trung tâm y tế huyện Bình Gia chăm sóc và theo dõi sức khỏe chu đáo.
Tình đồng bào vẫn luôn ấm áp trong những lúc khó khăn, không có gì có thể đánh bại tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Nghĩa đồng bào sáng lên trong gian khó. Cơn lũ lịch sử đã khiến cho nhiều tỉnh miền núi phía Bắc thiệt hại nặng nề, gần 1.000 người thiệt mạng và mất tích, thành phố, làng mạc chìm trong biển nước. Lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền và tình nguyện viên từ khắp mọi miền đất nước đã đổ về hỗ trợ người dân vùng lũ. Mặc dù mưa lũ ngập mái nhà, cô lập nhiều vùng như ở Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn chìm trong nước biển, những tiếng kêu cứu trong đêm được phát đi khắp cõi mạng. Vậy nhưng bà con vẫn luôn cảm thấy ấm lòng khi được cộng đồng cứu hộ và quan tâm, chia sẻ. Những ngày vừa qua, anh Thắng ở Hà Nội vẫn chưa thể liên lạc được với bà đã cao tuổi, sinh sống một mình ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Lo lắng, chiều ngày 9 tháng 9, anh vội di chuyển từ Hà Nội về Yên Bái. Tuy nhiên, do nước ngập cao, lực lượng chức năng phong tỏa nên anh Thắng vẫn chưa thể vào được ngôi nhà để nắm tình hình. Sau nhiều nỗ lực liên lạc với cơ quan chức năng địa phương, anh nhận được tin bà mình đã được lực lượng hỗ trợ giải cứu, đưa về ở tạm ở trụ sở phường. Anh Thắng chia sẻ, hiện tại thành phố Yên Bái vẫn mưa lớn, nước ngập cao và mất điện, nên tôi vẫn chưa đón được bà. Tuy nhiên, hiện bà tôi đang ở nơi an toàn và được chăm sóc chu đáo. Tại một hộ dân khác, vợ chồng bà Phan Thị Tý, tổ 1, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, có con đi làm xa và chỉ có hai vợ chồng già nên khi lũ ập đến, hai ông bà chỉ biết leo vội lên mái nhà để chờ người tới cứu. Bà Tý kể lại, trước khi lũ đến, chúng tôi đang thu gom áo quần chuẩn bị di chuyển, chưa kịp cho vào ba lô thì nước đã dâng lên ảo ạt, tôi chỉ kịp đưa người chồng bại liệt lên nóc nhà để trú. Đội cứu hộ sau đó đã đưa vợ chồng bà Tý lên tạm mái nhà cùng với một ít nhu yếu phẩm cơ bản để có thể chờ di chuyển về nơi an toàn. Đến đầu giờ chiều ngày 10 tháng 9, vợ chồng bà cùng với hàng xóm thuộc diện neo đơn được đưa từ nóc nhà đến trụ sở công ty xăng dầu. Bà Tý chia sẻ, nước lũ lên nhanh quá, nhà ai cũng bị ngập đến mái, ai cũng cần có chỗ ở tạm để tránh lũ. Rất may tất cả chúng tôi đều nhận được sự trợ giúp kịp thời từ lực lượng chức năng. Ở đây tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Lúc mới đến, chúng tôi trong trạng thái đói, rét do quần áo ướt sũng và lập tức được các nhà hảo tâm hỗ trợ từng bữa ăn, hộp sữa. Trải qua kiếp nạn này, tôi mới thật sự cảm nhận được sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa lúc khó khăn và hoạn nạn. Bà Nguyễn Thị Thảo, 69 tuổi, ngụ ở đường Hồ Xuân Hương, phường Yên Ninh, sống một mình trong căn nhà 2 tầng ven sông. Bà bị nước nhấn chìm gần đến nóc. Sau hơn một ngày, bà được đội cứu hộ tới nơi an toàn. Bà Thảo không quên nghĩ tới những người khó khăn hơn mình giữa cơn lũ dữ đang hoành hành. Tôi giờ lớn tuổi rồi nên chỉ cần ăn một bữa thôi là đủ rồi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, vẫn còn rất nhiều người khác đang cần được cứu trợ nữa. Hiện nhà khách của các hiệp hội, trạm y tế, trụ sở văn hóa ở thành phố Yên Bái đang trở thành nơi ăn trốn ngủ cho những người dân lánh nạn chờ nước lũ rút. Hầu như ai cũng chỉ có vỏn vẹn bộ quần áo trên người, không kịp mang theo bất kỳ thứ gì khác bởi nước lũ ập về ào ạt và bất ngờ. Ông Triệu Văn Thuận, thôn 3, Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, đang lánh nạn tại nhà khách Hội Nông dân tỉnh cho biết, ông chìm trong nước lũ, ông được lực lượng công an, dân phòng sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở, nhưng cũng phải rất nhiều lần mới chọn được nơi lánh nạn an toàn. Ông Thuận cho hay, cứ chuyển từ nơi này đến nơi kia, chỗ nào cũng bị ngập, báo động vì nước dâng lên, đến nhà thứ 3 thì đất lại giặt. Thế mới thấy được sự vất vả của các lực lượng khi giúp người dân tránh lũ. Họ đã phải đưa đón biết bao nhiêu người như chúng tôi. Sức người cũng có hạn, chắc chắn ai cũng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng. Ông Thuận cùng nhiều người khác cuống cuồng chạy khỏi nước lũ mà không kịp mang theo gì và họ rất bất ngờ, xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân địa phương và các nhà hảo tâm. Người đàn ông xúc động chia sẻ, chúng tôi đến đã được các nhà hảo tâm tặng mỗi người một bộ quần áo sạch sẽ, cơm nước thì nhà chùa và các đoàn thể phát miễn phí. Bữa tối nay thì hội phụ nữ phục vụ, ai cũng có lòng và sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi. Thật thấm thía với tinh thần lá lành đùm lá rách, truyền thống của người dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, tại khu vực Thái Nguyên, nước sông dâng cao khiến cho toàn bộ thành phố bị nuốt chửng. Nhiều nơi lũ ngập tới tận nóc nhà, bà con chẳng đêm chạy lũ. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an, người dân ở những vùng ngập sâu đã được đưa tới nơi an toàn, đồng thời được hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men. Được đưa ra vùng ngập sâu hơn một ngày bị mắc kẹt, bà Nguyễn Thị Hạnh, thành phố Thái Nguyên cho biết, nước lũ lên nhanh nên gia đình không kịp di rời. May mắn có lực lượng chức năng vào hỗ trợ di chuyển ra ngoài. Đêm hôm qua, dù chưa được ra ngoài nhưng vẫn được tiếp tế các nhu yếu phẩm cần thiết. Những chuyến xe đầy ắp tình thương, những hành động ấm lòng tình đồng bào vẫn luôn hiện hữu. Tại khu vực công ty xăng dầu Yên Bái, địa điểm tập kết hàng hóa,
tàu, xuồng đến cứu trợ người dân. Liên tục những xe tải chất đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm được các nhóm thiện nguyện vận chuyển đến để cứu trợ người gặp nạn. Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, chị Hiền ở vị trí Phú Thọ có mặt tại khu vực cây xăng giao cho lực lượng chức năng 60 chiếc áo phao để giúp đỡ cứu trợ những người dân bị mắc kẹt trong lũ. Nhóm của chị Hiền khoảng 5 người di chuyển đến Yên Bái từ giữa trưa và tổ chức đi phát thức ăn, nước uống, áo phao tận tay cho những người cần cứu trợ. Chị Hiền cho hay, chồng tôi lái xe, đem theo đồ ăn nhanh, nước uống và áo phao để hỗ trợ người dân bị cô lập trong nước lũ. Nhờ thuyền cứu hộ gửi đồ ăn, nước uống đến cho họ. Chúng tôi mang áo phao đến đây, tận tay trao cho công an để họ sử dụng vào việc cứu hộ người dân gặp nạn. Theo chị Hiền, đây là lúc người gặp nạn cần được san sẻ nhất, nên có bất cứ thứ gì thì chị đều cho là quý và nghĩ đến quyên góp, ủng hộ bà con. Đồng bào của mình gặp nạn, sao mình có thể làm ngơ? Tôi nghĩ không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Vì thế tất cả đều mới đồng lòng hướng về bà con miền Bắc đang bị lũ lụt hoành hành và ai cũng muốn góp sức dù ít hay là nhiều. Một nhà hảo tâm khác tên là Dũng cũng chia sẻ, anh cũng đã cùng với các cộng sự của mình không ngừng tham gia vào các đoàn hoạt động cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế lương thực cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại thành phố Thái Nguyên, anh Dũng và đội của mình lập tức có mặt tại thành phố Yên Bái, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ, để tiếp tục công việc cứu trợ. Ba chiếc thuyền hơi của đội đã hoạt động không ngừng nghỉ, liên tục vận chuyển các nhu yếu phẩm tới những khu vực bị cô lập. Theo anh Dũng, mặc dù nhìn từ bên ngoài phường Hồng Hà có vẻ yên bình, nhưng chỉ cần đi sâu vào khoảng 50 mét, dòng nước đã trở nên rất mạnh và nguy hiểm. Nước lũ ngập sâu khiến cho nhiều ngôi nhà gần như bị nhấn chìm hoàn toàn. Khi tiến vào các khu vực này, đội cứu hộ phải cẩn thận để tránh vào vài dây điện và giữ chắc tay chèo để không bị cuốn ra sông. Anh Dũng chia sẻ, nếu không có kinh nghiệm, việc lái thuyền ngược dòng rất dễ gặp nguy hiểm, thậm chí là lật thuyền. Với ưu tiên hàng đầu là vận chuyển nhu yếu phẩm, mỗi thuyền chỉ chở theo 2 người, mỗi chuyến có thể mang theo khoảng 200 suất đồ ăn. Ngoài việc tiếp tế, đội cứu hộ cũng sẵn sàng đưa người dân gặp nguy hiểm ra khỏi khu vực. Những lời kêu gọi hướng về lũ lụt vùng phía Bắc vẫn đang được phát đi. Hàng trăm đoàn cứu trợ đã xuất phát, mang theo những món đồ chi viện, không ngần ngại xông vào rốn lũ, sát cánh cùng với đồng bào. Dù khó khăn, nhưng mà bà con đồng bào hãy cố gắng mạnh mẽ để vượt qua cơn bão lần này với sự đồng lòng của toàn thể người dân trên cả nước. Tất cả những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình mưa lũ tại địa phương sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!